Ông Tô Lâm tới Pháp tiếp tục chuyến công du quốc tế. Trương Mỹ Lan đối diện án chung thân và bồi thường trong vụ xét xử thứ hai. Thêm các nhóm nhân quyền kêu gọi phóng thích Lee Kwang-dap. Lãnh đạo Triều Tiên dọa đáp trả hạt nhân nếu chủ quyền bị xâm phạm. Iran dọa sẽ trả đũa mạnh hơn nếu Israel tấn công Iran. Liên Hiệp Quốc nói các nơi trú ẩn cho dân di tản ở Liban gần như kín chỗ. Cuộc chiến Gaza gần một năm, hàng ngàn trẻ em bị mồ côi, bị chia lìa cha mẹ. Chile phát triển vaccine triệt sản chó, gọn nhẹ, không cần phẫu thuật. Ông chủ Facebook trình làng kính AI tiên tiến nhất. Việt Nam tìm cách quảng bá du lịch điện ảnh tại Hollywood. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục chuyến công du nước ngoài của mình với điểm đến mới nhất là ở Pháp để tham dự hội nghị cấp cao khối Pháp ngữ và sau đó là thăm chính thức Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, báo chí trong nước đưa tin. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ 5 của ông Lâm kể từ khi lên làm người lãnh đạo tối cao của Việt Nam hồi đầu tháng 8, sau các chuyến đi đến Trung Quốc, Mỹ, Cuba và Ireland. Tuần trước, ông Lâm đến New York để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hội kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề sự kiện này. Ông Lâm được Tổng thống Macron đón vào trưa ngày 4 tháng 10 tại lâu đài Villers-Cotterêts, nơi diễn ra hội nghị cấp cao của khối Pháp ngữ lần thứ 19, theo báo Tuổi Trẻ. Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông có bài phát biểu trước cử tọa Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo. Ông kêu gọi các doanh nghiệp trong khối Pháp ngữ đầu tư vào Việt Nam trong các ngành công nghiệp mũi nhọn giàu tiềm năng, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen xanh, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Chuyến thăm chính thức Pháp của ông Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam đến Pháp sau 22 năm. Việt Nam và Pháp hiện có quan hệ đối tác chiến lược. Pháp là một trong những nước cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Việt Nam. Doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án chung thân và bị buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ án lừa đảo trái phiếu ở ngân hàng SCB trong phiên nghị án sáng ngày 4 tháng 10, báo chí trong nước đưa tin. Đây là vụ án thứ hai được xét xử liên quan đến bà Lan. Trước đó vào tháng 4, bà đã bị tuyên án tử hình cho hành vi rút ruột ngân hàng SCB trong giai đoạn 1 của đại án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát SCB. Bà bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8-9 năm tù về tội rửa tiền, 12-13 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo báo Tuổi Trẻ. Tổng hợp hình phạt cho bà là tù chung thân. Bà là bị cáo chủ chốt trong vụ án đang được xét xử bên cạnh 33 đồng phạm, trong đó có chồng bà là ông Chu Lập Cơ, người Hồng Kông. Bà bị cáo buộc đã phát hành số trái phiếu rác với tổng trị giá hơn 30.869 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ, cho gần 36.000 nạn nhân khắp cả nước mà không có tài sản đảm bảo, không được đánh giá tín nhiệm và hiện mất khả năng thanh toán. Cáo trạng được các báo trong nước trích dẫn cho biết, bà Lan và các đồng phạm được cho là đã sử dụng toàn bộ số tiền từ phát hành trái phiếu này để trả nợ, chi dự án chuyển trái phép ra nước ngoài. Viện Kiểm sát đề nghị tịch thu tài sản của bà Lan, tiếp tục kê biên phong tỏa bất động sản, tài khoản của nữ tỷ phú để đảm bảo cho việc bồi thường toàn bộ thiệt hại của vụ án mà bà bị buộc phải chịu trách nhiệm. Phiên tòa còn tiếp diễn đến ngày 19 tháng 10. Thêm những tổ chức vận động cho nhân quyền lên tiếng chỉ trích việc một tòa án ở Thái Lan phán quyết cho phép dẫn độ nhà hoạt động người thượng Lee Kwang-dap về Việt Nam và kêu gọi chính phủ Thái Lan không thực thi việc này vì ông có nguy cơ bị đàn áp ở quê nhà. Chính phủ Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Badap sau khi tuyên án ông 10 năm tù hồi tháng 1 năm nay về tội khủng bố liên quan tới vụ tấn công chết người nhắm vào cơ quan chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk vào năm 2023. Ông phủ nhận mọi cáo buộc. Tổ chức Cơ đốc giáo quốc tế ICC, một tổ chức phi chính phủ tại thủ đô Washington của Mỹ chuyên tranh đấu cho nhân quyền của tín đồ Kitô giáo và các nhóm tôn giáo thiểu số khác, nói vụ việc của ông Badap cực kỳ nghiêm trọng và rằng nếu bị dẫn độ, ông gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với bạo lực và đàn áp nhiều hơn ở Việt Nam. Giáo hội quốc tế và cộng đồng nhân quyền phải nỗ lực ngăn chặn việc dẫn độ ông Badap và bất kỳ quá trình dẫn độ tương tự nào khác và giúp đỡ hàng trăm người tị nạn Cơ đốc giáo đang chờ mòn mỏi ở Thái Lan, thông cáo của ICC ngày 2 tháng 10 nói. Tương tự, Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Châu Á Forum Asia hôm 2 tháng 10 cho biết trên mạng xã hội X rằng họ lo ngại sâu sắc về phán quyết dẫn độ của Tòa án Hình sự Bangkok
và kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ lệnh dẫn độ. Việc dẫn độ ông Badap về Việt Nam sẽ vi phạm luật pháp trong nước của Thái Lan và các nghĩa vụ quốc tế của nước này theo nguyên tắc không đẩy trả lại, Forum Asia nói. Tổ chức Civicus có trụ sở ở Nam Phi hôm 1 tháng 10 cũng kêu gọi Thái Lan đảo ngược phán quyết, bảo vệ quyền lợi của ông Badap và trả tự do cho ông ngay lập tức. Những bức tượng này đang được thờ tại một ngôi chùa có tên Long Sơn, nằm nếp mình tại Cù Lao Tân Lộc của quận Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Thuở ban đầu, đây chỉ là một ngôi tự đơn sơ. Theo năm tháng dần trôi, chùa khoác lên mình tấm áo mới và những cảnh vật khi xưa cũng ít nhiều bị thay thế. Đầu tiên đã ấn trước là có cái hầu sen, rồi bắt đầu có cái miễu, rồi có cây da. Rồi bây giờ mới cố làm lại mấy cây da đó cũng còn, mấy cây bồ đề vẫn còn. Mà như hậu sen là mới cố lắp rồi. Tượng đó là hồi xưa cũng có, tượng mới bây giờ cũng có. Mới nhiều lắm cô. Mới thì nó nhiều hơn hồi xưa là ít thôi. Mấy cổ về là mấy cổ đem về nhiều hơn. Là cư dân sinh ra và lớn lên ở Cù Lao Tân Lộc, bà Võ Thị Thảo nhớ lại một phần về quá khứ của ngôi tự xứ này. Thì cái chùa đó thì hồi đó thì bên tu bên Thiện Lâm. Rồi sau mới Hòa Hảo, rồi sau này nữa mấy cô này ở. Hồi lúc trước giải phóng thì ở đông lắm, mấy trăm người. Đó là mấy trăm người, chúng quân dịch là vô đó không? Tại vì trong chùa mình có lập bảo an đó, ở trên trung ương chánh ta lập bảo an đó. Rồi mình vô đó mình ở đó mình tu, rồi mình lính không ai bắt mình được chứ. Tại chùa Long Sơn có một bếp ăn miễn phí với 4 chữ, chia sẻ tình thương, hoạt động từ 6 giờ đến 13 giờ mỗi ngày. Những du khách đến viếng chùa trước khi ra về có thể dừng chân tại nơi đây để dùng bữa chay. Những món ăn này còn được các mạnh thường quân gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ta nấu đồ kho nè, rồi đồ xào nè, rồi canh nè, cơm, bún. Anh ta chạy xe, anh ta đi dài đường, người ta cho như một bọc vậy đó là ăn được mấy hộ. Bọc chắc ăn cũng được hai gia đình. Cũng theo chia sẻ của bà Nga, vào những ngày cúng mẫu cũng như rằm, bà con thường tề tựu về đây với hạnh nguyện, ban vui cứu khổ. Hiện nay, chùa Long Sơn cũng đang nuôi dưỡng các bé bị cha mẹ bỏ rơi ở cổng chùa, cưu mang các trẻ em nghèo, không nơi nương tựa và những người già, neo đơn. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước của ông sẽ không ngần ngại sử dụng mọi lực lượng tấn công có sẵn, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu kẻ thù cố gắng sử dụng vũ lực để xâm phạm chủ quyền. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 4 tháng 10. Ông Kim chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vì đã đe dọa chấm dứt chế độ Triều Tiên hôm 1 tháng 10, nói rằng bình luận này cho thấy bên nào đang phá hủy an ninh và hòa bình trong khu vực. KCNA cho biết những bình luận của ông Kim được đưa ra tại một căn cứ huấn luyện của các đơn vị tác chiến đặc biệt hôm 3 tháng 10. Trong bài phát biểu tại một sự kiện của lực lượng vũ trang vào ngày 2 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc đã cảnh báo Bình Nhưỡng không được sử dụng vũ khí hạt nhân, nói rằng điều đó sẽ gặp phải phản ứng kiên quyết áp đảo từ quân đội của chúng tôi và Liên minh Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, Triều Tiên đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và được cho là có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo hàng chục loại vũ khí như vậy. Nước này đã tiến hành 6 cuộc thử nghiệm nổ hạt nhân dưới lòng đất. Ngoại trưởng Iran hôm 4 tháng 10 cảnh cáo nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công vào Iran thì Iran sẽ trả đũa mạnh tay hơn so với trước đây. Nếu Israel thực hiện bất kỳ bước đi hoặc biện pháp nào chống lại chúng tôi, sự trả đũa của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn so với trước đây. Ông Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Beirut, Ý nhắc tới cuộc tấn công vào Israel trong tuần này khi Iran phóng tới 180 phi đạn. Phản ứng của chúng tôi sẽ tương xứng và được tính toán đầy đủ. Ông Araghchi cũng tuyên bố cuộc tấn công của Iran và Israel là một hành động tự vệ. Chúng tôi không bắt đầu cuộc tấn công, nhưng những gì chúng tôi làm là để trả đũa việc nhắm vào các vùng lãnh thổ của Iran, tòa đại sứ Iran tại Damascus và các lợi ích của Iran.
Ông cho biết ông đã thảo luận về lệnh ngừng bắn với các quan chức Liban, đồng thời nói thêm rằng Iran ủng hộ bất kỳ bước đi nào dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Israel với phe Hezbollah với điều kiện quyền của người dân Liban được bảo vệ. Ông cũng nói lệnh ngừng bắn này nên có hiệu lực đồng thời với lệnh ngừng bắn ở Gaza. Các quan chức Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 10 cho biết hầu hết trong số gần 900 nơi trú ẩn ở Liban đều đã kín chỗ và những người chạy trốn khỏi các cuộc không kích từ quân đội Israel ngày càng phải ngủ ngoài trời trên đường phố hoặc trong các công việc công cộng. Bà Rula Amin của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva. Hầu hết trong số gần 900 nơi trú ẩn tập thể do chính phủ thành lập ở Liban không còn đủ sức chứa nữa. Bà cho biết họ đang làm việc với chính quyền địa phương để tìm thêm địa điểm và một số khách sạn đã mở cửa. Ông Matthew Luciano, người đứng đầu văn phòng của Tổ chức Di trú Quốc tế tại Liban xác nhận rằng hầu hết các nơi trú ẩn đều đã kín chỗ, bao gồm cả những nơi ở thủ đô Beirut và núi Liban, nhưng cho biết một số nơi khác vẫn còn chỗ trống. Ông bày tỏ lo ngại về số phận của hàng chục nghìn người giúp việc nhà, chủ yếu là phụ nữ ở Liban, mà ông cho biết đang bị bỏ rơi bởi chủ lao động của mình. Đồng thời cho biết thêm rằng nhiều người trong số họ đến từ Ai Cập, Sudan và Sri Lanka. Chính quyền Liban cho biết hơn 1,2 triệu người Liban đã phải di rời và gần 2.000 người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel với nhóm Hezbollah của Liban do Iran hậu thuẫn trong năm qua. Hầu hết trong số họ thiệt mạng trong 2 tuần qua. Vào ngày 4 tháng 10, các cuộc không kích của Israel đã phong tỏa cửa khẩu biên giới chính của Liban với Syria, chặn đường của các phương tiện lưu thông. Mặc dù ông Amin của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR cho biết một số người đã đi bộ qua biên giới. Gần một năm chiến tranh ở Gaza đã khiến hàng ngàn trẻ em mồ côi hoặc bị chia lìa khỏi gia đình ở vùng đất Palestine vốn đang bị bao vây này, phải tự mình gánh vác nhiệm vụ nặng nề là tự trưởng thành. Em Ami Ashu, 12 tuổi và em gái Fatima Ashu, 10 tuổi, đã mất cha mẹ và em trai 5 tuổi, Gate, khi ngôi nhà của họ ở Rafah bị quân đội Israel tấn công vào tháng 12 năm 2023. Amir và Fatima đã sống sót sau cuộc tấn công và được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại các em đã được ông ngoại Ata Ashu chăm sóc. Người ấy nói rằng ông sẽ không bao giờ có thể thay thế cha mẹ của các em. Cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra sau khi các phần tử hiếu chiến Hamas tấn công miền Nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người Israel và bắt cóc khoảng 250 khác làm con tin. Kể từ đó, quân đội Israel đã phát động cuộc chiến tranh toàn diện trên khắp dải Gaza để tiêu diệt Hamas, khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng và làm bị thương gần 97.000 người khác, theo Bộ Y tế Gaza. Khoảng 2 triệu người bị thất tán trong nước, bao gồm hàng nghìn trẻ em. Ông Ata nói với AP trong hơi thở hổn hển rằng ông liên tục nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Amir và Fatima vì vết thương của chúng rất sâu. Đồng thời nói thêm rằng, khi tôi thấy Amir khóc, tôi nhận ra rằng cháu đang nghĩ về cha mẹ mình và nhớ cha mẹ. Amir rưng rưng nói rằng em không có cơ hội gặp lại cha mẹ của mình khi họ thiệt mạng và không có cơ hội tạm biệt họ, nhưng em không thể quên họ. Fatima cho biết em nhớ cha mẹ, nhưng đặc biệt kể lại những khoảnh khắc khi mẹ em chăm sóc các con. UNICEF ước tính có 19.000 trẻ em không có người lớn đi kèm, bị tách khỏi gia đình hoặc mồ côi. Cơ quan nhi đồng của Liên Hợp Quốc không có số lượng trẻ mồ côi chính xác trên khắp vùng đất này. Bà ngoại 52 tuổi Naja Anis đang chăm sóc 4 trẻ mồ côi. Bà lo lắng rằng bà sẽ không sống được lâu để chăm sóc chúng. Con trai bà, con dâu và đứa con trai 2 tuổi đã thiệt mạng khi ngôi nhà của họ ở Rafah bị quân đội Israel tấn công vào tháng 3, để lại hai đứa cháu 7 và 8 tuổi cho bà chăm sóc. Bà Anne-Aish cũng đang giúp con gái chăm sóc hai cháu nhỏ từ 1 đến 3 tuổi. Các bé đã mất cha trong một cuộc không kích của Israel đánh trúng nhà của họ ở Rafah vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Gia đình hiện đang sống trong một nơi trú ẩn dành cho trẻ mồ côi tại Khan Yunis. Cuộc sống của trẻ mồ côi rất khó khăn. Khi thấy những đứa trẻ được mẹ bế, chúng nhìn và đôi khi nước mắt chúng lăn dài trên má. Bạn nhỏ này có mẹ, con mẹ của con đâu? Bạn nhỏ này có cha, vậy sao con lại không có cha? Anas và Doa không chỉ phải đối mặt với việc mất cha mẹ mà còn mất đi tuổi thơ, phải vật lộn mỗi ngày để kiếm thức ăn cho gia đình. Hàng ngày chúng phải khiêng vác những thùng nước lớn và xếp hàng để nhận bánh mì mang về lều của mình.
Finley là một chú chó may mắn. Chú là một trong những chú chó đầu tiên trên thế giới được chia sản mà không cần phải phẫu thuật. Quy trình này diễn ra tại nhà chủ của chú ở San Diego trong khi chú được chủ bế, được thưởng thức đồ ăn và sau khi được chia sản, chú chạy vụt đi nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Không có thủ thuật gây mê hay phẫu thuật nào, chỉ là một mũi tiêm đơn giản gọi là vaccine miễn dịch thiến Aglit. Ông Leonardo Sanz, bác sĩ thú y và giáo sư tại Đại học Chile, người đã phát triển vaccine này, cho biết vaccine hoạt động bằng cách ngăn chặn hormone sinh sản và có thể đảo ngược. Vaccine có thể được sử dụng cho cả chó đực và chó cái, có giá khoảng 54 đô la. Cần phải có toa chỉ định và đánh giá của bác sĩ thú y mới được tiêm loại vaccine này. Ông Sanz cho biết sản phẩm này cũng có thể giúp chia sản động vật trên quy mô rộng hơn, vì nó ít xâm lấn và ít phức tạp hơn so với phẫu thuật thiến. Sự đơn giản và khả năng có thể đảo ngược quá trình chia sản là lý do khiến chủ của Finley, bà Tamara Zamorano, chọn phương án này. Không biết Finley có thích không, nhưng nó chỉ ngọ nguậy một chút trong quá trình tiêm. Sau đó nó vui vẻ liếm tay bác sĩ thú y và tiếp tục các sinh hoạt thường nhật của mình. Giáo dục tiểu học và trung học được các chính quyền địa phương cung cấp miễn phí ở Hoa Kỳ không phải là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Vấn đề này thậm chí còn không xuất hiện trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên, cựu tổng thống Donald Trump và phó tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, vấn đề này gần như đứng đầu danh sách đối với những bà mẹ đã tụ tập gần đây tại Washington trong cuộc biểu tình do liên minh các nhóm bảo thủ tổ chức. Bà Natalia Muraver, một đảng viên Dân Chủ đã đăng ký nói với VOA rằng bà sẽ đổi phiếu để bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử này, chủ yếu là vì lý do giáo dục. Bà nói bà không muốn bản dạng giới được dạy trong các trường công. Tôi nghĩ rằng đây là lẽ thường tình, khi đây là những cuộc trò chuyện cần phải có trong gia đình. Bạn cũng phải nói, tại sao tài liệu này lại được giới thiệu vào thời điểm này? Và nó sẽ thay thế tài liệu nào? Chúng ta có tỷ lệ biết chữ rất thấp, còn các môn toán học, khoa học nữa. Đối với cựu giáo viên Patty Alexander, vấn đề là những người chuyển giới chơi trong các giải đấu thể thao dành cho trẻ em. Những cậu con trai về mặt sinh học nên chơi trong các môn thể thao dành cho con trai. Con trai có thể làm con gái bị thương. Vì sự an toàn của con gái, chúng ta cần có các cô gái về mặt sinh học chơi trong các môn thể thao dành cho con gái. Những bà mẹ khác nói với VOA rằng họ thấy lo về Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Họ cho rằng Bộ có quá nhiều quyền kiểm soát đối với các hệ thống trường học địa phương. Tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc đại tu toàn diện. Tôi nghĩ chính phủ đã trở nên quá lớn. Và Sam Sobob. Chúng ta nên bãi bỏ Bộ Giáo dục. Tôi không biết tại sao chúng ta lại có Bộ Giáo dục. Những bà mẹ này sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Những phụ huynh khác nói họ có quan điểm khác và xác định họ không gắn với ông Trump hay đảng Cộng Hòa. Bà Kamala Harris tin rằng tôi tồn tại, còn Trump thì không. Một người mẹ tự nhận mình là người đồng tính, giáo sư Bertie Leonardi, đã thành lập một nhóm hoạt động thúc đẩy việc chấp nhận thanh thiếu niên LGBTQ tại trường học. Bà nói chương trình giáo dục về bản dạng giới là cần thiết, thậm chí từ khi các cháu còn nhỏ. Tôi có một đứa con 5 tuổi và giới tính là một trong những cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng tôi. Có những đứa trẻ rất nhỏ đã công khai mình là người chuyển giới. Vì vậy, ở trường học và trong lớp học của chúng, điều thực sự quan trọng là các học sinh khác hiểu được ý nghĩa của việc chuyển giới. Phụ huynh không nên lo lắng về việc trẻ em chuyển giới chơi trong các giải đấu thể thao của trường. Phụ huynh và giáo sư Elizabeth Meyer, người nghiên cứu vấn đề này, nói. Nói đơn giản rằng một người chuyển giới sẽ nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn, có kỹ năng hơn so với những đứa trẻ khác, thực sự là hiểu lầm về sự thay đổi tự nhiên xảy ra trong một nhóm trẻ em. Và bà Meyer không phải là người hâm mộ ông Trump. Khi một ứng cử viên, ông Trump, nói về việc giải thể Bộ Giáo dục, điều đó sẽ hoàn toàn gây tổn hại đến tất cả các loại chương trình, tác động đến tất cả các loại trẻ em trên khắp đất nước. Ông Trump phản đối những người chuyển giới chơi trong các môn thể thao dành cho nữ sinh và giáo dục bản dạng giới tính trong các trường công. Những người ở phía đối lập của những vấn đề này nói rằng bà Harris ủng hộ họ. Và ông Trump nói về việc đình chỉ Bộ Giáo dục. Bà Harris muốn giữ nguyên bộ này. Dearborn, Michigan được mệnh danh là thủ phủ của người Ả Rập ở Mỹ.
Tại thành phố có đa số dân là người Ả Rập này, trong tiểu bang có gần 400.000 người Mỹ gốc Ả Rập. Nhiều người tức giận về chính sách của Mỹ về cuộc chiến ở Gaza. Tôi không hài lòng với những gì đang xảy ra và tôi không thực sự hy vọng sẽ sớm có điều gì thay đổi. Ngay cả khi Kamala Harris nắm quyền, tôi không nghĩ bà ấy có thể tạo ra nhiều thay đổi. Ban tranh cử của Kamala Harris đã nhắm mục tiêu vào Dearborn bằng các quảng cáo, thể hiện sự đồng cảm của bà với những đau khổ ở Gaza. Nhưng một nhóm chính trị gắn với đảng Cộng hòa cũng đang nhắm mục tiêu vào những cử tri đó bằng các quảng cáo, nêu bật sự ủng hộ của Harris cho Israel và việc chồng bà, Doug Emhoff, theo đạo Do Thái. We can trust she'll always support Israel. Các quảng cáo này nhắm vào 100.000 người dân Michigan đã chọn lá phiếu không cam kết trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ để phản đối việc chính quyền Biden ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel. Khi Harris đến thăm Michigan vào tuần trước, phong trào quốc gia không cam kết đã tuyên bố họ sẽ không ủng hộ bà. Bản thân tôi, một người Mỹ gốc Palestine, là một đảng viên Dân Chủ suốt đời. Tôi rất muốn trở thành một phần của khối những người bầu lên nữ tổng thống da đen đầu tiên. Nhưng Phó Tổng thống Harris đã không làm cho tôi thấy rằng bà sẽ bảo vệ những người mà tôi quan tâm. Harris nói bà ủng hộ cả an ninh của Israel lẫn quyền của người Palestine. Tổng thống Biden và tôi đang nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này để Israel được an toàn, các con tin được thả, nỗi thống khổ của Gaza chấm dứt và người dân Palestine có thể hiện thực hóa quyền có được nhân phẩm, an ninh, tự do và quyền tự quyết của mình. Mặc dù không ủng hộ Harris, nhóm không cam kết này cũng phản đối Donald Trump. Họ lo ngại rằng ông ấy thậm chí còn ủng hộ Israel nhiều hơn. Khi tôi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ ủng hộ quyền của Israel trong việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố. Họ phải có quyền giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Một nhóm ủng hộ Palestine khác là hãy rời bỏ Harris, nói họ đang nỗ lực để đảm bảo bà bị đánh bại ngay cả khi điều đó có nghĩa là Trump sẽ giành chiến thắng. Tôi không nghĩ có bất kỳ sự khác biệt nào về chính sách đối với Palestine hay chính sách đối ngoại khi ta nói về hai ứng cử viên. Họ đều xấu xa như nhau. Vì vậy, tôi chả thấy có gì thực sự quan trọng. Hãy rời bỏ Harris khuyến khích cử tri ủng hộ các ứng cử viên của đảng thứ ba phản chiến, chẳng hạn như ứng cử viên của đảng xanh Jill Stein. Harris và Trump hiện gần như ngang nhau trong các cuộc thăm dò ở bang này. Biden đã giành chiến thắng tại Michigan vào năm 2020 chỉ trên 154.000 phiếu bầu so với Trump. Năm 2016, Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này trước Hillary Clinton với cách biệt chưa đến 11.000 phiếu bầu. Nhưng việc mất phiếu bầu về vấn đề Gaza không nhất thiết bà Harris sẽ thua ở Michigan. Nghiệp đoàn công nhân ô tô UAW ủng hộ bà và ban tranh cử của bà đang nỗ lực để làm tăng sự ủng hộ từ các cử tri da đen. Nếu số cử tri da đen đi bầu tăng lên và số phiếu bầu cho đảng Dân Chủ của người Mỹ gốc Ả Rập giảm xuống, liệu hai điều đó có triệt tiêu nhau không? Tôi không biết. Với việc các công đoàn đang gõ cửa vận động làm mọi việc, UAW đấy, điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt. Một biến số khác là Trump đang thâm nhập vào các cử tri Ả Rập và Hồi giáo. Amer Gravlip, thị trưởng Mỹ gốc Yemen của Hamdamak, ủng hộ Trump khi gặp ông vào tuần trước. Sự ủng hộ này mang ý nghĩa tượng trưng. Thành phố Hamdamak là nơi sinh sống của 30.000 người, nhiều người trong số họ theo đạo Hồi. Đây là thành phố duy nhất trong cả nước có hội đồng thành phố toàn là người Hồi giáo. Ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg đang trình làng các sản phẩm mới của công ty gồm kính thông minh, AI và công nghệ thực tế ảo mới nhất. Trong quý gần đây nhất, 98% trong tổng số hơn 39 tỷ đô la doanh thu của Facebook này đã đổi tên thành công ty Meta đến từ quảng cáo và họ đang đầu tư mạnh vào AI cũng như thế hệ tiếp theo của các nền tảng điện toán như tai nghe thực tế ảo, VR và kính thực tế tăng cường AR. Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là kính thực tế ảo 3S, một lựa chọn giá rẻ hơn, tiếp nối từ Quest 3 ra mắt năm ngoái. Quest 3 thường có giá 499 đô la, nhưng Quest 3S chỉ có giá 299 đô la và sẽ bắt đầu được giao hàng từ giữa tháng 10 này. Mặc dù kính thực tế ảo đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng kính thực tế tăng cường Ray-Ban lại trở thành một thành công bất ngờ cho công ty Meta. Ông Zuckerberg cho biết công ty của ông đang nỗ lực để mang tương lai đến cho mọi người với tai nghe, kính và các sản phẩm AI. Mọi người sẽ có thể tương tác với AI trên Facebook bằng cách nói chuyện và được dịch thuật trực tiếp. CEO Zuckerberg cũng giới thiệu kính Orion mà ông gọi là cặp kính tiên tiến nhất thế giới từng thấy.
Kính thực tế tăng cường 3 chiều này không có dây và nặng chưa đến 100 gram. Ngoài việc tương tác bằng giọng nói, đánh máy hoặc cử chỉ tay, Orion còn có giao diện thần kinh cho phép người dùng gửi tín hiệu từ não đến kính. Chưa rõ thời điểm nào kính Orion sẽ có mặt trên thị trường. Meta là một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghệ Mỹ và kính thực tế ảo Quest 3S của họ sẽ có mặt tại các cửa hàng kịp thời cho mùa mua sắm bận rộn cuối năm. Phái đoàn đại diện chính phủ Việt Nam gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hồ An Phong, các giới chức Cục Điện ảnh, các nhân vật trong ngành giải trí Việt Nam và nhiều công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam như Vingroup, Vietnam Airlines, Viettravel. Hôm 25 tháng 9 2024, tề tựu tại trụ sở Hiệp hội Đạo diễn Mỹ DGA ở thành phố Los Angeles, tiểu bang California, để tìm cách quảng bá ngành du lịch và điện ảnh Việt Nam với các nhà làm phim tại Hollywood. Chúng tôi tìm đến đây là cũng vừa để có những cái trao đổi kinh nghiệm học hỏi cũng như là có những cái mời gọi các nhà làm phim Hoa Kỳ đến với Việt Nam, bởi Việt Nam thì có những cái cảnh đẹp, có những cái điều kiện đủ để đáp ứng cho các cái nhà làm phim quốc tế cũng như là những nhà làm phim Hoa Kỳ đến với Việt Nam. Hồi tháng 5, chúng tôi được liên lạc bởi một công ty sản xuất có trụ sở ở Thái Lan, tên là Indochina Production. Chính phủ Việt Nam đã liên lạc với họ và muốn tìm cách để có nhiều phim được sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam thấy có nhiều phim sản xuất thành công ở các nước Đông Nam Á, như ở Thái Lan, nơi quay các bộ phim như Sen Trắng và phim Cảm Tình Viên, nên tôi nghĩ Việt Nam cũng đang muốn mời gọi. Tác giả quyển sách Cảm Tình Viên và cũng là nhà đồng sản xuất với Hollywood bộ phim truyền hình nhiều tập cùng tên với hơn 100 triệu đô la kinh phí. Nhà văn Nguyễn Thanh Việt cho biết, bộ phim xin giấy phép quay ở Việt Nam nhưng đã bị từ chối và cuối cùng phải sản xuất tại Thái Lan. Khi đài VOA đề cập đến chuyện kiểm duyệt của Việt Nam, lâu nay vốn là trở ngại cho sự hợp tác quốc tế, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Văn Quyệt không trả lời thẳng vấn đề, mà thay vào đó viện dẫn luật điện ảnh sửa đổi năm 2022, mà ông cho rằng đã cởi mở hơn cho giới làm phim tại Việt Nam. Từ 55 điều trước đây giảm lược xuống còn 50 điều. Và nói rằng, điều 9 quy định về nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh được nêu rõ ràng, không mơ hồ như phản hồi của nhiều đạo diễn từng làm việc tại Việt Nam. Khi mà đến Việt Nam làm phim là hiện nay đã thay đổi. Trước đây là yêu cầu hồ sơ là để một cái hồ sơ gồm có đủ kịch bản. Như hiện nay là chúng tôi đã giản lược là chỉ cần tóm tắt vào cái kịch bản, cái phần quay phim tại Việt Nam và cái thời gian mà để mà xử lý một cái bộ hồ sơ như thế cũng giảm chỉ còn 2/3 cái thời lượng, tức là từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Về thủ tục hành chính, các nhà sản xuất phim Hollywood từng làm việc nhiều tháng tại Việt Nam cho biết, dù họ có trải nghiệm làm việc rất tốt với các nhân lực và tài năng điện ảnh tại Việt Nam, nhưng thủ tục hồ sơ hành chính của chính phủ Việt Nam cần khắc phục sao cho nhanh chóng và hiệu quả hơn nếu muốn đi xa trên thương trường điện ảnh thế giới. Justin Booth là giám đốc sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Challenge, từng làm việc hơn 5 tháng ở Việt Nam vào đầu năm nay để thực hiện chương trình The Challenge số 40. Tôi nghĩ để giúp Việt Nam trở nên thịnh hành hơn trong những điểm đến của giới làm phim trên thế giới, thuế và các chính sách khích lệ luôn là những yếu tố hữu ích. Đối với chúng tôi, sự sắp xếp hợp lý các giấy phép, quản lý và địa điểm là yếu tố rất hữu ích về lâu về dài. Ví dụ nếu tôi muốn mướn một tòa nhà, tôi phải nói chuyện với một quan chức thành phố ở Hà Nội, rồi họ giới thiệu tôi cho người khác qua rất nhiều khâu giới thiệu để cuối cùng mới gặp được đúng người. Nếu quá trình đó được sắp xếp hợp lý thì sẽ tạo thêm một sự khác biệt lớn, nghĩa là tôi chỉ cần gặp một người thay vì phải gặp 6 người. Tại sự kiện này, các nhà làm phim Mỹ từng có kinh nghiệm tại Việt Nam nhận xét, Việt Nam có tiềm năng trở thành phim trường, nhưng khuyến nghị một số việc cần làm, bao gồm tạo môi trường sản xuất phim thông thoáng, cấp giấy phép dễ dàng, có chính sách hỗ trợ bất thủ tục hành chính để tăng tính hấp dẫn và cạnh tranh với các nước trong khu vực.